Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến tỉnh Tuyên Quang bị ngập lụt trên diện rộng. Trong mưa lũ, các lực lượng tuyến đầu đã giúp đỡ người dân sơ tán. Trong lũ dữ xuất hiện những tấm gương dũng cảm để ứng cứu kịp thời các nạn nhân không may bị lũ cuốn. Sau đây là câu chuyện của anh Lại Duy Khánh và anh Trần Đức Khởi, cán bộ kỹ thuật tổ viễn thông Mobifone tỉnh Tuyên Quang. Trên đường trở về từ nhà người thân để hỗ trợ khi lũ tới, đi đến khu vực tổ 29, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, nước lũ đã cuốn trôi cả người và xe máy của anh Nam. May mắn, anh ôm được vào một cột biển báo giao thông nên tạm thời thoát nạn. Anh Nam cho biết thêm, lúc đó tâm lý rất hoảng loạn. Anh bật đèn flash, điện thoại và ra hiệu kêu cứu. Rất may thuyền của kỹ thuật viên Duy Khánh và Đức Khởi đã đi qua, phát hiện ra anh nên đã ứng cứu kịp thời. Nước nó xiết quá, nó đẩy cái xe đổ luôn nha. Cháu thả cái xe, cháu đứng kiểu ôm cái cột. Xong bắt đầu có đứng đấy khoảng 15-20 phút thì có hai chú, chú kéo vào, ông chú đưa về. Cháu thấy rất cảm ơn hai chú đấy. Hai anh em thì biết chỗ đấy chảy xiết nên là tìm mọi phương án nhanh nhất để tiếp cận và ứng cứu bạn ấy vào. Cứu người nó là quan trọng, còn bọn em cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ lúc đấy tính là làm như nào để tiếp cận được bạn ấy, để cứu bạn ấy được vào cho nó an toàn. Ngay từ khi có tin bão lũ tại các tỉnh miền Bắc, lãnh đạo của tổng công ty viễn thông Mobifone đã chỉ đạo toàn thể các trung tâm mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin và thông tin liên lạc được thông suốt trong suốt đợt mưa lũ, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng thiết bị để phục vụ cho người dân. Ngoài ra, trong trường hợp bị mất điện, các trung tâm có thể phục vụ người dân trong phạm vi nguồn lực của mình như cho người dân sạc pin điện thoại, hỗ trợ người dân sử dụng ánh sáng của máy phát điện và đặc biệt nếu gặp trường hợp người dân gặp nạn phải cứu trợ ngay, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân. Lãnh đạo tổng ty viễn thông Mobifone cũng quán triệt toàn bộ đội ngũ là phải đảm bảo an toàn cho bản thân, an toàn cho con người là số 1. Và tất cả anh em đều được trang bị phương tiện và được huấn luyện về các cái công tác là cứu hộ cứu nạn. Trên đường đi ứng cứu thông tin, nếu mà gặp trường hợp người dân có thể giúp đỡ được thì hỗ trợ cứu trợ ngay. Với sự nỗ lực từ nhà mạng, trong đó có đội ngũ kỹ thuật viên ở tuyến đầu, đến nay cơ bản mạng lưới viễn thông của các tỉnh đã khôi phục hoàn toàn, đảm bảo cho việc ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động đời sống hàng ngày của người dân, nhất là hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ lụt.